Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 25 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên lấy ý kiến xây dựng một số luật. Ban vận động cứu trợ tỉnh họp triển khai hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đẩy nhanh xây dựng cụm công nghiệp tại huyện Tiên Lữ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Thị trấn Như Quỳnh kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích và hành lang giao thông và thủy lợi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật địa chất và khoáng sản, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật phòng không nhân dân. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đối với dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định cụ thể về phòng cháy chữa cháy đối với chung cư cao tầng để người dân có phương án phòng cháy vì đây là khu vực có nguy cơ cao. Về luật địa chất và khoáng sản, một số ý kiến đại biểu đề nghị về phân nhóm khoáng sản phải xem xét quy định rõ việc phân nhóm khoáng sản để áp dụng quy định quản lý trong trường hợp mỏ có nhiều loại khoáng sản khác nhau. Nghiên cứu tiêu chí phân nhóm khoáng sản gắn với tiềm lực vị thế quốc gia, khoáng sản chiến lược gắn với quốc phòng an ninh như đất hiếm, urani để xem xét hoàn thiện quy định về phân nhóm khoáng sản. Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành luật phòng không nhân dân nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo lập cơ sở pháp lý trong xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, toàn dân, toàn diện, nhiều tầng, nhiều hướng, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân trong bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tháng, Tổng đài Thông tin Dịch vụ Công 1022, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trên 300 cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp. Tổng đài Thông tin Dịch vụ Công 1022 tỉnh Hưng Yên được thiết lập nhằm cung cấp giải đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh. Thông qua đầu số 0221-1022 và phần mềm ứng dụng 1022 Hưng Yên và website https://1022.hungyen.gov.vn. Người dân và doanh nghiệp có thể liên hệ để tra cứu thông tin, giải đáp về các quy định của thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội, các quy định, các chính sách mới của nhà nước và pháp luật, góp ý, phản ánh hiện trường có liên quan. Khi người dân doanh nghiệp gọi điện vào tổng đài, điện thoại viên sẽ ghi nhận toàn bộ câu hỏi, phản ánh và phân loại tùy cấp độ để xử lý theo quy trình, với sự tham gia của 18 sở ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố là đầu mối xử lý các băn khoăn, thắc mắc của người dân. VNPT Hưng Yên đã cử cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm trực tại tổng đài để giải đáp những thắc mắc, kịp thời tiếp nhận những cái phản ánh kiến nghị về khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã thu hút được 110 dự án vào đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài đến từ Nhật Bản. Trong đó, có 109 dự án đầu tư nước ngoài và một dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký đạt trên 3,5 tỷ đô la Mỹ và gần 900 tỷ đồng, tạo việc làm cho 29.500 lao động. Năm 2023, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 nộp thuế nhà nước gần 1.000 tỷ đồng, là khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh về quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có nhiều tập đoàn kinh tế lớn từ Nhật Bản vào đầu tư như Kyocera, Hoya, Nippon, Daikin, Toto, Panasonic. Sau khi mở rộng giai đoạn 3, quy mô diện tích của khu rộng 525,7 ha, tỷ lệ diện tích đã có dự án thuê đất đạt 75%. Chủ đầu tư khu công nghiệp là tập đoàn Sumitomo đến từ Nhật Bản, tiếp tục có định hướng mở rộng khu để thu hút nhiều hơn nữa dự án và đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch huyện Tiên Lữ có 6 cụm công nghiệp là Dị Chế, Ngô Quyền, Thiện Phiến, Hải Triều, Cương Chính, Trung Dũng và Minh Phượng. Đến nay mới có 3 cụm là Ngô Quyền, Dị Chế, Thiện Phiến có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng đều chậm so với tiến độ đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng là điều cần thiết để thu hút dự án và đầu tư, tạo ra nhiều việc làm mới và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Theo tiến độ đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao, việc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thiện Phiến được thực hiện từ quý 2 năm 2022 đến quý 4 năm 2024 là hoàn thiện đưa vào khai thác.
Nhưng tính đến cuối tháng 9 năm 2024, hiện trạng khu đất trên 30 ha của cụm vẫn là khu ruộng được người dân canh tác bình thường. Với những gì hiện có tại thực địa, khó có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao là xong trong năm nay. Trong khi nhân dân và chính quyền địa phương rất mong dự án được triển khai đúng tiến độ để tạo ra nhiều việc làm, cơ hội phát triển cho địa phương. Khi cụm công nghiệp hình thành thì thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, hay là phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, của tỉnh. Và cái nhân qua công tác lãnh đạo chỉ đạo và nắm bắt được, nhân dân rất là mong muốn đồng tình thực hiện sớm cái dự án. Trong số 3 cụm công nghiệp của huyện Tiên Lữ đã có chủ đầu tư hạ tầng, cụm công nghiệp Ngô Quyền được triển khai nhanh nhất khi có trên 94% diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dù được coi là nhanh so với tiến độ triển khai các cụm công nghiệp khác trong huyện, nhưng so với tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thời hạn hoàn thành từ năm 2020 đến năm 2022, dự án đã chậm tiến độ 1 năm 8 tháng. Hiện khu đất thực hiện dự án mới chỉ dừng lại ở việc quây bờ rào. Tại các diện tích đã giải phóng mặt bằng, việc thi công vẫn chưa được triển khai. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo huyện với cộng đồng doanh nghiệp vừa qua, ý kiến doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp, vừa để thu hút dự án mới và đầu tư, vừa để các doanh nghiệp trong huyện có điều kiện mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh vào trong các cụm công nghiệp tập trung. Các doanh nghiệp của huyện Tiên Lữ thì cơ bản là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên chúng tôi cũng rất là mong huyện Tiên Lữ cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh đấy, và các chủ đầu tư các cụm công nghiệp của Tiên Lữ là cũng đẩy nhanh tiến độ để anh em chúng tôi có cơ hội đấy, đầu tư hoặc là thuê lại những cái đất đó để chúng tôi xây dựng nhà máy, nhà xưởng. Huyện Tiên Lữ hiện có khoảng 300 doanh nghiệp. Do chưa có cụm công nghiệp hoàn thiện hạ tầng nên các doanh nghiệp nằm rải rác ở các xã thị trấn. Đa số là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, muốn mở rộng quy mô cũng khó vì hạn chế về diện tích. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp có nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp tại huyện trong thời gian tới. Bởi chính sách thu hút dự án và đầu tư, ưu tiên vào trong các khu cụm công nghiệp, hạn chế thu hút dự án rời lẻ, có quy mô nhỏ và ít tiềm lực phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban vận động cứu trợ tỉnh họp triển khai hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động cứu trợ tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động cứu trợ tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến ngày 24 tháng 9, quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 40 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh bạn, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân và nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ hàng hóa thiết yếu như gạo, mì tôm, nước uống, sữa. Ban vận động cứu trợ tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu với tỉnh và thực hiện chuyển về quỹ cứu trợ Trung ương 1 tỷ đồng, hỗ trợ đột xuất cho nhân dân và các địa phương trên 10 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm. Tại cuộc họp, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã bàn bạc đóng góp ý kiến về việc sử dụng nguồn cứu trợ để các địa phương, nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ. Theo đó, các đại biểu thống nhất đề xuất tỉnh hỗ trợ các địa phương, nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ đợt 1 tổng số tiền trên 32,8 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cho các đối tượng thứ tự ưu tiên theo quy định của nhà nước, trong đó tập trung hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, lương thực và hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Bật Khánh và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị các thành viên Ban vận động cứu trợ tỉnh, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là cơ quan thường trực, cần chủ động phối hợp với các địa phương rà soát lại để có thông tin chính xác về đối tượng, mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của người dân để việc hỗ trợ sát với thực tế, không bị chồng chéo lãng phí. Việc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích và phải đảm bảo công khai, minh bạch. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cùng với hệ thống mặt trận trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ cứu trợ để tạo thêm nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả của bão lũ, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhu cầu của người dân để kịp thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 là tinh thần mà huyện Kim Động đang khẩn trương thực hiện để giúp cho người dân sớm tái thiết lại tài sản, ổn định cuộc sống.
Bão Yagi vừa qua đã làm ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Lợi ở thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh bị tốc quá nửa mái ngói. Nhà neo người lại có hoàn cảnh khó khăn nên những thiệt hại ngày càng khiến gia đình kiệt quệ. Ngay khi bão tan, chính quyền địa phương đã ngay lập tức huy động lực lượng giúp đỡ gia đình khắc phục tạm thời. Đồng thời huyện Kim Động đã nhanh chóng trích quỹ cứu trợ của huyện trao 20 triệu đồng giúp gia đình chị khắc phục hậu quả bão lũ. Được sự giúp đỡ kịp thời như thế thì tôi rất là cảm động, giúp cho tôi sớm ổn định cuộc sống. Qua cái trận bão này mới thấy được rằng là tinh thần hỗ trợ cũng như là sự đoàn kết với nhau. Dân tình ở xung quanh xóm cũng các ông các bà cũng đến hỗ trợ về cái việc là che đậy lại cái lốc mái này này. Trang trại nuôi bò của gia đình chị Vui ở xã Mai Động trong những ngày bão lũ đã bị ngập hoàn toàn. 72 con bò của gia đình phải nhanh chóng di dời đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn. Quá trình di chuyển trong mưa lũ, nước dâng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức đề kháng, chống chịu của đàn bò. Nên khi quay trở lại chuồng nuôi, chị đầu tư nhiều kinh phí để bổ sung dinh dưỡng, thức ăn cho đàn bò. Trong hoàn cảnh ấy, nguồn hỗ trợ gần 15 triệu đồng kinh phí di dời vật nuôi với số tiền 200.000 đồng một con do huyện hỗ trợ cũng là nguồn động viên kịp thời hỗ trợ gia đình ngay lúc này. Trong cái lúc chúng tôi khó khăn, động viên gia đình chúng tôi kịp thời, chúng tôi đã nhận được cái số tiền di dời đến tay gia đình ạ. Tính đến ngày 25 tháng 9, huyện Kim Động đã giải ngân trên 800 triệu đồng trao đến tay những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tinh thần hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất, ưu tiên những trường hợp cấp bách như hộ thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại tài sản. Cùng với đó là hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêu độc khử trùng, các khu chăn nuôi tập trung, khu chợ, di dời tài sản, vật nuôi. Chúng tôi cũng đã vận động vào quỹ cứu trợ của huyện được số tiền là trên 3 tỷ 6. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu thường trực huyện ủy để tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại với tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất để các hộ dân khắc phục được khó khăn. Thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, huyện Kim Động tiếp tục rà soát và kịp thời giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đến người dân trên tinh thần đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả nguồn lực. Cũng như nhiều địa phương, bão số 3 và lũ lụt sau bão đã khiến cho lĩnh vực nông nghiệp tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên bị thiệt hại nặng nề. Hiện bà con nông dân đang tập trung khôi phục sản xuất với hy vọng nhanh chóng đưa cây trồng phát triển ổn định trở lại. Đây là vườn cam và chuối của ông Được, thôn 1, xã Quảng Châu trước bão số 3. Dù đã được chằng chống bảo vệ vườn cây cẩn thận, song trận bão lũ lịch sử đã làm toàn bộ 6 mẫu cam, 4 mẫu chuối của gia đình ông bị thiệt hại nặng nề. 100% cây chuối bị đổ, 80% sản lượng cam đường canh bị rụng, thối quả. Để cứu vãn vườn cam không bị chết cây, khi nước lũ rút đến đâu, ông được huy động cả gia đình ra vườn phun, rửa sạch bùn đất phù sa bám trên cây đến đó. Khi nền đất vườn khô trở lại, vợ chồng ông lại tập trung phục hồi cho cây. Bây giờ nó vừa cạn ra thì mình muốn hồi phục thì mình phải để cho nó khô đất. Khô đất xong là mình bắt đầu tỉa tót những cành hỏng, rồi những cây chết mình rổ đi, xong rồi mình phun thuốc kích thích, rồi là mình kích rễ, rồi là mình cho ăn. Nước lũ dâng cao và nhanh cũng khiến hơn 90% diện tích đào tết của xã Quảng Châu bị chết. Anh Hiến ở thôn 2 có 7 vườn đào với khoảng 800 cây có tuổi đời từ 2 đến 10 năm tuổi. Đến nay chỉ còn vài ba cây đào sống sót. Những ngày này, ngoài việc chăm sóc những cây đào còn lại, anh Hiến cùng các anh em trồng đào trong xã đã nhanh chóng tỏa đi các địa phương để tìm cây giống và nguồn đào cảnh, với hy vọng năm nay vẫn kịp cung cấp một số lượng đào tết ra thị trường. Chúng tôi cũng dùng mọi mối quan hệ để đi tìm mua thì cây giống nó đã đẩy lên rất chi là cao và rất khó mua trong thời kỳ hiện tại bây giờ. Trước mắt thì chúng tôi cũng dùng mọi biện pháp để cứu cây trồng, còn những cây nào còn lại sống để chúng tôi cứu lại để trồng đến những nhiều năm tới để có cái nguồn thu. Chúng tôi thống kê chủ yếu là chúng tôi đánh giá về cái mức thiệt hại của dân. Các hộ mà trồng cây đặc sản thì tôi đánh giá về cây nhãn. Những hộ nào mà trồng chuối trần thì chúng tôi đánh giá về cây chuối và cây đào. Thế rồi là cây ngô. Chúng tôi xuống từng hộ gia đình một, mời nhân dân ra thực địa đầu bờ của từng hộ một để chúng tôi lội vào ruộng rồi đánh giá. Hiện cấp ủy, chính quyền các thôn trên địa bàn xã Quảng Châu đang tích cực xuống thực địa tại các vườn, ruộng, cánh đồng cùng các hộ gia đình thống kê đánh giá thiệt hại một cách chi tiết, sát thực nhất để tổng hợp gửi các cấp có phương án hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau bão lũ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tổ chức cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2024. Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn, các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, những điều cần biết trong các luật mới ban hành như Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024 QH15, Luật đường bộ số 35/2024 QH15. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo tạp chí điện tử, trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương dẫn đường link liên kết với cuộc thi. Đường link cuộc thi atgt.dangcongsan.vn. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 8 tuần từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến ngày 11 tháng 11 năm 2024. Thời gian thi hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ ngày thứ 2 hàng tuần, kết thúc vào 9 giờ ngày thứ 2 của tuần tiếp theo. Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tích cực ra quân tập trung xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông và hành lang thủy lợi. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý đất đai và xây dựng tại địa phương. Gia đình ông Cường ở thôn Minh Khai xây dựng gần 300m2 nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp để làm xưởng tái chế nhựa nhiều năm nay. Không chỉ xây dựng xưởng, gia đình còn xây dựng các công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động, đến nay, gia đình ông đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương, của tỉnh, tự giác tháo dỡ vi phạm để trả lại mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý. Nghe cái chủ trương giải tỏa, nói chung là nhân dân chấp hành, đang tháo dỡ, cá nhân tôi và các cháu gần đây đều dỡ hết rồi. Theo thống kê, hiện toàn thôn Minh Khai có 78 công trình nhà tạm, xưởng vi phạm trên đất nông nghiệp và khoảng hơn 10 công trình vi phạm trên hành lang giao thông thủy lợi. Theo ghi nhận, từ sự vận động của chính quyền địa phương đến sáng ngày 25 tháng 9, đã có 77 trên 78 hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Số còn lại, thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền và cương quyết xử lý. Sau khi được các cấp chỉ đạo, thì cấp ủy thôn Minh Khai đã đi tuyên truyền vận động nhân dân, trước tiên các hộ đã tự giác tháo dỡ phần đất nông nghiệp của gia đình sẽ tự giác trồng lom và sau đó vẫn là bảo đảm cái vấn đề vệ sinh môi trường. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh có tổng số hơn 500 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi và đất công ích do Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý với diện tích khoảng trên 50.000m2. Trong năm 2023 và 8 tháng của năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị trấn tổ chức 8 đợt ra quân và đã xử lý giải tỏa được 247 vi phạm các loại. Đối với các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông và vi phạm trên đất nông nghiệp thì tỷ lệ xử lý đến nay đạt trên 90%. Sau khi tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo lãnh đạo cụ thể giao về trách nhiệm cho các đồng chí trưởng thôn phố và ban chi ủy thôn phố và quản lý địa bàn. Hai là giao nhiệm vụ cho lực lượng công an là tăng cường công tác quản lý tuần tra và bám nắm địa bàn, kịp thời báo cáo những trường hợp vi phạm để xử lý dứt điểm ngay từ đầu, tránh coi như là trường hợp là tái lấn chiếm. Để công tác quản lý đất đai dần đi vào nền nếp, thị trấn Như Quỳnh luôn xác định việc tổ chức thực hiện kế hoạch 93A là việc làm thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra vi phạm. Trong tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện xử lý 19 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng. Trong đó gồm một vụ về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 14 vụ về gian lận thương mại và 4 vụ về hàng giả. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng. Trong đó số tiền phạt vi phạm hành chính là trên 187 triệu đồng, số tiền bán thanh lý hàng tịch thu trên 7,3 tỷ đồng. Qua đánh giá, hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều hành vi vi phạm tiếp tục được các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý như thuốc lá điện tử, phụ tùng xe máy, xe đạp điện, quần áo, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.